Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Sinh vật cảnh channel của em Tài nhé. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác một em khựu muôn thuần. Con này thì phải nói là thuần đẹp luôn các bác ạ. Chim thì đang thay lông rất chí là mạnh, cho nên cái lông đuôi thì đang thay và đang ra lại nhé. Được cái con này thì cực kỳ dễ chơi luôn, tại vì nó là chim thuần. Đưa tay vào thì nó mổ nó cắn luôn các bác ạ. Các bác thấy không ạ? Em đưa tay vào nó mổ nó cắn á thì thôi rồi luôn nhé. Và con này thì cực kỳ vip luôn, hot mua bản cảnh dáng rồng hết bản cho tất cả các bạn nhà mình luôn nhé. Chính thì hot nhiều rồng, có cả rồng kẹo thuốc lao đầy đủ cho tất cả các bạn luôn đấy. Bạn nào mà ở gần thì có thể ghé xem trực tiếp nhé, còn bạn nào mà ở xa thì em Tài sẽ có ship toàn quốc cho tất cả các bạn đấy. Một chú chim này khử muốn vip vào dầu luôn. Bạn nào mà ứng cái rồng khử muốn mà là chim thuần nữa thì không nên bỏ lỡ vào con này nhé, tại vì con này thì cái tố chất của nó chơi cực kỳ đã luôn, dáng cánh đài bàng mũ hết bàn. Con này thì đang thay lông đuôi tầm khoảng vài chục ngày nữa thì cái lông lại nó sẽ đẹp hết nhé. Bác nào bắt con này về chăm lông chăm lửa lên ấy, thì tương lai phải nói là cực kỳ ngon lành luôn, một chú chim quá tuyệt vời luôn đấy. Dễ chơi thì thôi rồi luôn, tại vì nó là chim thuần các bác ạ. Đặt đâu nó cũng hot, đặt đâu nó cũng chơi được hết đấy. Nó dáng cánh cơ, dáng cánh hết bàn cho tất cả các bác luôn nhé. Con này thì em Tài giao lưu với tất cả các bạn cái phí là 3 triệu tư nhé, 3 triệu 400 nghìn để cho tất cả các bạn về gọt lên chơi, về chăm lông chăm lửa. Con này thì cực kỳ ngon lành luôn đấy, cho nên là bạn nào nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì sẽ mất nhé. Tại vì một chú chim thuần cực kỳ dễ chơi, hót múa đào rồng kẹo thuốc lao âm âm cho tất cả các bạn luôn đấy. Bạn nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé.